Ngày 17 tháng 5, chiếc ô tô bay HESA do một công ty của Mỹ chế tạo đã cất cánh lần đầu tiên ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Trong khuôn khổ một sự kiện quốc tế giới thiệu các công nghệ tiên tiến, chiếc ô tô bay rộng 4,5m, cao 2,6m, nặng khoảng 196kg. Do hãng Leap Aircraft của Mỹ chế tạo, sử dụng 18 motor điện để cất cánh với hệ thống lái đơn giản, dễ điều khiển. Chiếc ô tô này đã bay lượn cách mặt đất khoảng 10m ở bãi đỗ xe bên ngoài trung tâm hội trợ Tokyo Big Side, trong sự hào hứng và tán thưởng của khoảng 500 khán giả. Theo kế hoạch, Hesa sẽ tiếp tục trình diễn cho khán giả hai lần trên ngày, mỗi lần khoảng 15 phút vào ngày 19, 22 và 23 tháng 5 tới. Công chúng có thể xem các cuộc trình diễn của Hesa hoàn toàn miễn phí. Thống đốc Tokyo cũng bày tỏ mong muốn có thêm nhiều người được trải nghiệm công nghệ tiên tiến này. Phương tiện bay được dự đoán sẽ trở thành phương tiện để con người đi lại trong tương lai và sẽ là giải pháp hiệu quả đối với vấn đề tắc đường và viện trợ cho các khu vực gặp phải thiên tai.